Chào các con, chúng ta đã có một bài học rất là thú vị về các đồ dùng ở trong gian bếp nhà mình, cộng với lại những cái từ chỉ sự sở hữu, đúng không nhỉ? Nếu bạn nào chúng mình vẫn còn cảm thấy khó khăn trong việc đọc lại các từ và chưa hiểu kỹ lắm về phần ngữ pháp mới của chúng ta thì các con hãy nghe thật kỹ video này để chúng mình có thể hiểu bài hơn nhé. Fork. Fork. Knife, knife, spoon, spoon, plate, plate, bowl, bowl, cup,